Bây giờ mổ là mổ con heo, từ từ bạn chưa thấy con heo. Ừ. Con heo á, cái này giống heo con Underbot hả? À, lỗ tai vui không? Nó làm hay hả? Có đồ bóp nè, mình mới bóp được. Ừ. Đây hả, làm tích cực hả? Đây con gì đây, con ngựa, ngựa thần đây. Cái lỗ tai đâu, đi đâu hả? Tao đây. Tao đây đứng ha. Bóp thư ấy, cái lỗ tai sao ạ? Đừng có phá mà. Cô đây chào, chào buổi sáng. Hai lỗ tai đó, đừng có phá hả? Bóp, bóp đây đó, bóp rồi á con này, đừng có phá hư mà, bóp đây. Cái đây nó không phải bằng pin hả, nó bằng cái không khí. Rồi xong, con này xong rồi, đừng có phá hả? Đang chói gì đây, bóp thử. Ôi, ôi, chèo, hay. Đó, bằng người ta lại. Đó. Mấy con tích cực lắm, mấy con này mua mấy ngày không có đâu, bảo đảm 100% mà không có. Chỗ tờ ở bán, nhưng nó không có cái đồ bổ. Lần trước mua, lần trước đi xem chợ chợ. Rồi con cuối cùng. Rồi con cuối cùng đậu vô. Là ai? Con này mình thấy giờ thương nhất kìa. Không có là ngủ. Bóp lên sao coi tay sao. Chào Peter. Chào Papa. Chào Peter. Thấy á, đừng có giật hư. Thấy á. Cái đồ bóp không nghe. Đại đây xong.